Một người đàn ông 31 tuổi ở Lombok, Indonesia đã rơi vào một tình huống quái âm không ngờ tới. Theo đó, thì người đàn ông tên là Mút đã gặp gỡ một cô gái có tên là Mita trên mạng xã hội. Sau khi trò chuyện làm quen, họ cảm thấy vô cùng hiểu nhau và tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, thì đời không như là mơ và Mút đã phải đi báo bảnh cảnh sát khi mà người vợ mới cưới của mình hóa ra lại là đàn ông. Theo đó, cặp đôi tổ chức hôn lễ vào ngày 2 tháng 6 trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè tưởng chừng như sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người mình yêu. Nhưng anh Mút không ngờ rằng ác mộng của cuộc đời mình thực sự bắt đầu vào đúng đêm tân hôn. Anh Mút đã bị vợ cự tuyệt động phòng và khiến cho anh bất ngờ và thất vọng. Tuy nhiên anh cũng tôn trọng vợ vì nghĩ rằng có thể Mita vẫn còn e ngại và sợ hãi trong đêm đầu tiên. Tối hôm sau mọi thứ còn tồi tệ hơn, Mita tiếp tục từ chối quan hệ với chồng và yêu cầu ly hôn. Sau đó cô dâu mới trốn khỏi nhà chồng trong sự ngỡ ngàng và đau khổ của chú rể anh Mút cảm thấy rất suy sụp khi vẫn tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân này. Khi tìm đến địa chỉ nhà của Mita, anh Mút sốc nặng khi biết được sự thật địa chỉ này được đăng ký bởi một người đàn ông có tên là Mít. Điều tra kỹ hơn, Mút mới biết được rằng người anh kết hôn chính là người đàn ông này. Người đàn ông vội vàng báo cảnh sát và yêu cầu được ly hôn sau khi phát hiện cú lửa ngoạn mục.